Các nguyên nhân gây thấm tường. Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Vlog của em Dung GSC, nơi chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích về xây dựng. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chủ đề các nguyên nhân gây thấm tường. 1. Tường bị thấm do bị nứt, sụt lún, nghiêng. Đến 90% sự cố thấm tường liên quan đến việc ngôi nhà không thể thoát hoặc bốc hơi nước do tường nứt, thay đổi kết cấu trúc phẳng của bề mặt, tường bị biến dạng. Khi tường không còn giữ được đúng phương vuông góc với hệ móng. Nguyên nhân của vấn đề này là do kết cấu móng suốt quá trình sử dụng bị sụt lún, nứt đà dầm giữa các sàn hoặc vị trí tiếp giáp vách tường bị liên kết bị hở, nước len lỏi và thấm dần vào bên trong. Nếu thấy tường bị nứt gãy mạnh, độ mờ vết nứt lớn chắc chắn là nứt kết cấu. 2. Tường thấm do kết cấu tường gạch bị xuống cấp. Tường nhà có thể được sử dụng với tuổi đời trên 25 năm là cấu trúc chịu lực giữa các sàn khi kết hợp với hệ dầm đà và cột. Tường còn có chức năng quan trọng là vách ngăn và bao che giữa các không gian bên trong và bên ngoài của ngôi nhà. Do là hạng mục chịu trực tiếp tác động từ môi trường, thời tiết, yếu tố nắng nóng và gió của căn nhà nên tường nhà thường là hạng mục xuống cấp nhanh, dễ hư hỏng và hao mòn kết cấu theo thời gian. Kết cấu tường gạch có xu hướng ngậm nước và giữ nước, bề mặt không mặt phẳng mịn nên nước dễ thẩm thấu vào bên trong, lâu dần phá hủy cấu trúc gạch và hồ vữa xây tô và gây thấm tường. 3 là vách liền kề. Vách tường liền kề là đặc điểm xây dựng phổ biến hiện nay. Đô thị lớn, dân cư đông, nhà phố liền kề là loại hình kiến trúc xây dựng tối ưu cho giải pháp xây dựng hiện đại, nhưng đồng thời là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng thấm tường. Do cấu trúc nhà phố liền kề với vách tường áp sát nhau, nhiều kiểu nhà phố liền kề còn chung vách và có cấu trúc móng lâu dài, hai vách tường bị sụt lún tạo thành khe hẹp, khe lún để nước thấm vào và gây thấm sang vách tường hai bên. 4. Tường nhà thường được xây với chất lượng kém. Vai trò của tường nhà, vách song là bình phong che chắn môi trường bên ngoài, với không gian sống bên trong của bất kỳ loại kiến trúc xây dựng để ở của con người. Tường có thể được hình thành bởi nhiều loại vật liệu khác nhau, tường gạch, tường lắp ghép bằng tấm bê tông nhẹ, bê tông khí trưng áp hoặc vách nhôm kính. Tường có dấu hiệu bị thấm, rò rỉ nước vào bên trong nhà, hoạt động sống bên trong sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bụi bẩn, ẩm mốc, mùi hôi do ẩm mốc, thậm chí nghiêm trọng hơn, phần vữa hồ, vật liệu trang trí trên tường sẽ bị bung trong, nổ rộp. Kỹ thuật xây tường không đạt chuẩn. Kỹ thuật xây tường quyết định tới việc tường bị thấm hoặc không. Nếu tường được xây với mạch hồ kín, chất lượng hồ vữa đạt chuẩn, gạch và các vật liệu xây tường đảm bảo sẽ ngăn ngừa nước đâm ngang khi trượt trên bề mặt tường. 5. Tường thấm do hiện tượng nứt do co giãn nhiệt độ. Khi tường có dấu hiệu bị nứt chân chim, đường nứt có biên độ rộng từ 1,5 đến 2 mm, miệng vết nứt có rêu mốc ố vàng, nước mưa khi trượt theo vách tường đứng có xu hướng đâm xuyên vào bên trong. Qua quá trình trượt trên bề mặt tường bị nứt, bề mặt tường không còn phẳng mịn, sẽ có đủ độ trễ để thẩm thấu đều vào bên trong nhà. Việc kết cấu tường gạch phần nào giúp tường bị thấm và ngậm nước lâu hơn, lâu dần gây ra hiện tượng thấm tường. Với hệ tường nhôm kính, nước sẽ rò rỉ hoặc xuất hiện dấu hiệu điểm xương vào bên trong do chênh lệch nhiệt độ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Nếu có ý kiến gì, mời mọi người hãy để lại bình luận dưới video nhé. Và để được tư vấn miễn phí về xây nhà, xin mời mọi người hãy liên hệ với em qua số hotline 0949 423 009.